Rồi, để trước khi gửi mail thì chúng ta phải có cái email như sau. Rồi chúng ta vào Gmail này, tạo một tài khoản mới, tạo một tài khoản mới nhé. Tạo tài khoản này, ví dụ như chúng ta để đây là T3H chẳng hạn, chọn tên người dùng K30DL, T3HK30DL, rồi a@gmail, tạo mật khẩu 123456 78. K30DL1234. Rồi. Sinh ngày mùng 1 tháng 1 năm 1991. Số di động của Linh là gì? 0160. Long. chín bốn chín ba tám bốn năm tám không. Rồi, email không không nào. Đây à? Đâu? Dài. Tôi thích để. Nào. Mang điện thoại ra. Đấy. 456. 79. Rồi. Chúng ta có cái email như này nhá. T3HK30DL@gmail này. Xong. Sau đó mở project ra, chúng ta có NV đấy. Chúng ta có cái mail driver là bằng SMTP, mail host bằng smtp.gmail à, .mail.gmail.com thì tôi coi lại cái project bên kia tôi gửi của gì ạ? Quên, lâu không động vào. Đây. Copy cái này. Về sang bên này. Mail driver là bằng SMTP, mail host bằng smtp.gmail.com, mail port bằng 587. Username là T3HK30DL đúng không? @gmail. Password là K30DL. 1234. Encrypt mail encryption bằng TLS, TOS. Hả? Đây là cái config mặc định ở trong Gmail nếu các bạn muốn gửi đi. Được chưa? Xếp xuống. Các bạn làm luôn đi, nhiều máy gửi một mail này cũng được, không sao cả. Cái giao thức đây các bạn cũng không cần biết làm gì cả. Sau này thì khi mà làm sâu về nó mới cần biết. Xong chưa? Tiếp theo chúng ta vào cái phần này nhá. Tôi lưu ý cái này các bạn không có thì các bạn không phải làm. Nhưng mà các bạn đây vào setting này. Cài đặt. Wow, không phải cái phần này. Setting này.
nào nhỉ? Tài khoản của tôi. Đây tài khoản của tôi này. Vào đăng nhập vào bảo mật. Kéo tít ở dưới. Đây, nó có phần cho phép ứng dụng kém an toàn. Tắt nó đi. Bật nó lên. Các bạn phải bật cái này lên thì mới Google nó mới cho phép các bạn tích hợp vào cái việc gửi mail của các bạn từ một cái project PP khác hoặc là một cái ứng dụng khác. Được chưa? Nếu mà không bật cái này lên thì không gửi được đâu. Bật nó lên. Thế là xong. Sau đó tôi sẽ tạo một cái URL để chúng ta gửi mail. Để chúng ta vào route. Vào route, vào web. Tôi sẽ có một cái URL route:// get test send email. Trong này là một cái function. Được chưa? Tạo một cái route mới. Sau đó ở phía trong này thì tôi sẽ ăn comment rồi sẽ giải thích cho các bạn nó có những cái field gì. Rồi. Chúng ta sẽ có cái sử dụng cái thư viện mail của Laravel thì để tôi coi xem ở trên này nó dùng cái mail nào. Không cần luôn. Mail này, 2.a.send. Được chưa? Cái này này, cái mail template này. Nó chính là một cái file view. Yeah. Thì chúng ta sẽ mở cái route ra, mở cái view ra, tạo thư mục. Chúng ta mở file view này, mở view này, mở tạo ra một cái thư mục tên là mail ở dưới template. Sau đó tạo file test.blade.php. Yeah. Trong này code HTML như bình thường. Đây là email gửi bởi link nt xếp xuống và ở trong này chúng ta có thể chuyển biến nhá, ví dụ như kiểu là chúng ta truyền là username và username mang giá trị là bằng link nt, tức là các bạn có thể truyền dữ liệu ở trong cái giao diện, trong cái file view này như bình thường, như chúng ta trả cái return một cái view ấy, thì tôi sẽ copy cái biến username này tôi vứt vào trong đây, gửi bởi echo ra $username giống hệt như bình thường, không khác gì nào, được chưa nhỉ? Sau đó chúng ta sẽ có một cái function message ở trong này, thì message from mail của link là gì? Link nt a còng cái gì nhỉ? Đọc mail của cô đi. Nguyễn Linh 98 02 02 24 a còng gmail.com. Đây là nó sẽ nốt vào là cái mail nào là mail gửi đến. Được chưa? Mail gửi đến cái mail nhận đấy. Đây là from nhé, là nơi gửi đến. Thì chúng ta đây là để là Nguyễn Linh chẳng hạn. Messenger sender thì chúng ta cũng có thể copy hoặc là comment nó vào, bỏ qua nó đi. Tiếp theo là messenger to, được chưa? Tôi sẽ gửi đến mail của tôi là thiệnth32@gmail.com, tên là Trần Hữu Thiện. Message reply to thì chúng ta sẽ copy lại cái mớ này là không reply bằng cái mail cho cái mail tôi vừa gửi nữa mà reply qua cái mail này. Subject là test send email. Priority là bằng 3 hoặc bằng 2 hoặc bằng 1. Đây là cái độ quan trọng của email này. Xong chưa? Rồi bây giờ tôi gửi nhá. Tí nữa tôi sẽ đẩy cái này lên để cho các bạn có thể test gửi mail thoải mái. Đây blog này. PP artisan serve. Đó.
Localhost 8.000 sườn. Test send mail. Xong. Thấy không? Đây này. Đến rồi. Email bởi linkat này. Gửi tới từ Nguyễn Linh. Được chưa? Chúng ta form reply. Bạn thấy reply về đâu không? Thấy không? Mail gửi đến là mail là t3hk30dla@gmail.com đúng không? Thì nó setup được cái việc là reply, thì reply lại cho Linh Nguyễn Linh 980224. Thì đấy là cái config ở cái đoạn này, này. Reply to. Được chưa? Còn đây là cái message cái email gửi đến cái người nào nhận thì là người này. Là email của tôi nhận ở đây. Được chưa? Và nó có message from, thì các bạn sẽ có thể nhìn thấy cái đoạn từ này không phải, không nhớ lắm, nhưng mà from thì nó sẽ hiển thị ở phía ngoài này thì phải, tôi cũng không nhớ chính xác, nhưng mà ít nhất là chúng ta đã gửi được mail bằng những config như này. Được chưa? Từ cái việc setup email là tạo mới một cái email Gmail này, xong rồi bỏ cái config trong việc đăng nhập và bảo mật của nó, kéo dưới cùng nó sẽ có một cái là cho phép ứng dụng kém an toàn, thì chúng ta bật nó lên. Được chưa? Thì chúng ta mới có thể gửi mail bằng Gmail thông qua cái project của mình. Sau đó chúng ta sẽ có cái thư viện mail send. Cái này nó chính là cái template của chúng ta, tức là cái giao diện. Giao diện sẽ được hiển thị cho người ta. Thì là từ cái này, chúng ta chuyển biến vào đây. Được chưa? Tôi chuyển ngay thành quân NT nhé, à, quân NV nhé. Quân NV. Hoặc các bạn có thể là lấy ra thông tin của user có ID là 1 đi, xem có không. Đây K30DL ở đây đúng không? User. Đây, lấy user có ID 3 nhé. Thì tôi sẽ có biến user bằng app sược user 2.a.file 3. Được chưa? Tôi truyền ra cái này. Tôi truyền cái biến username bằng cái biến user trỏ đến name vào đây, nó sẽ là quân đúng không? Sẽ là cái gì nhỉ, sẽ là cái vũ đình tráng đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ gửi lại email này một lần nữa. Xong xóa cái này đi nhá. Đến rồi này, lại Nguyễn Linh là các email gửi rồi vũ đình tráng. Thấy không? Đấy là cái nội dung động của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có thể là kiếm một cái template email nào đấy ở trên mạng đẩy về. Thì chúng ta search và viết. Khi mà các bạn gửi mail ấy, thì cái file template này muốn CSS cho nó ấy, thì các bạn phải viết CSS ở trong cái phần nội dung ở trong này. Và internal, sử dụng internal. Được chưa? Thì nó mới đẩy sang bên kia được, chứ các bạn dùng external là không được đâu. Nhá. Đấy là cái lưu ý. Đấy là cái email. Thì email này có tác dụng gì, dùng khi nào? Ví dụ như các bạn có ứng dụng đó là quên mật khẩu, có nhớ không? Quên mật khẩu thì chúng ta khi mà đăng nhập vào ấy, chúng ta nhiều khi chúng ta bị lâu không vào nhưng quên mật khẩu đi đúng không, thì nó sẽ yêu cầu chúng ta bấm vào cái forget password này, nó sẽ nhìn bật ra một cái form có một field, đấy là cái field email, nhập vào đấy enter thì nó sẽ tự động nó gửi cho chúng ta một cái đường dẫn, ví dụ như này này. Chẳng nhớ lắm, thư nháp hoặc là cái thư đã xóa, tôi xóa mất cái mail kia rồi. Ví dụ như này, sinh viên poly admin. Đây nhá, tôi quên mật khẩu rồi. Bây giờ email của tôi là th32@gmail.com. Submit. Phải tạo lại mật khẩu đúng không? Nó gửi cho cái phải tạo mật khẩu đúng không? Sau đó nó sẽ gửi vào đây. Như đây. Sao mai chưa đến đợi đặt. Này, tôi nhớ là tôi đã sửa rồi.
Chờ tí tí nữa nó sẽ gửi lại email. Nó đẩy sang bên này thì tôi sẽ có một cái link để kích vào đấy, nó sẽ trong trong cái URL ấy. URL chúng ta nhúng cái URL. Nhúng cái URL vào trong cái email ấy. Trong cái URL để chúng ta tự tạo ra một cái token đẩy về cho website của mình. Thì ở website của mình có thể lấy được cái URL, lấy cái token kia ra so sánh với trong cơ sở dữ liệu xem nó là cái user nào. Thì mình sẽ đổi password, mình sẽ biết được cái email nào, mình vận chuyển người ta sang cái màn hình là thay đổi mật khẩu. Sau đó là cho phép người ta thay đổi mật khẩu. Thì đấy, đấy là một ứng dụng. Ứng dụng thứ hai là gì? Khi các bạn thực hiện mua sản phẩm từ website, hiểu không? Khi chúng ta thanh toán xong, thì nó các bạn bấm thanh toán, thì nó sẽ tự động gửi cho các bạn, cho người mua một email. Bởi vì khi mà mua hàng, chúng ta phải điền mật khẩu này, tài khoản, tên này, email, số điện thoại, đúng không? Và comment ở dưới đấy. Thì khi mà các bạn mua hàng thì nó tự động nó gửi về cho các bạn một cái email xác nhận đơn hàng. Thì nó không phải là gọi điện thoại lại cho các bạn nữa, đúng không? Như bình thường là khi mua hàng người ta có đơn hàng xong, người ta mà không gửi email, người ta sẽ có số điện thoại của các bạn, người ta gọi điện cho các bạn xem là các bạn có thật sự mua hay không, thì người ta mới chuyển hàng. Còn nếu mà các bạn hệ thống của chúng ta mà sử dụng cái email sau khi người ta bấm mua hàng xong thì gửi email xác nhận mua hàng với số tiền bằng này từ shop này, bạn có xác nhận mua hay không, bấm vào cái link đấy một cái thì là nó tự động chuyển sang cái trang của shop, thì là shop sẽ biết được là anh hàng này confirm rồi, mình cứ chuyển thôi. Còn nếu muốn chắc chắn thì lại gọi điện, nhưng mà cái độ uy tín sẽ cao hơn rất là nhiều, đúng không? Hoặc thậm chí khi mà chúng ta làm một cái ứng dụng về quản lý trong doanh nghiệp chẳng hạn, ví dụ như thế, chúng ta có thông tin là sắp tới là sinh nhật tập đoàn, sinh nhật công ty, yêu cầu thứ hai tới các nhân viên trong công ty đều phải mặc đồng phục, thì chúng ta có thể là chọn trong cái là user nó có email rồi, đúng không? Chúng ta có thể soạn một cái email từ trong website của mình, sau đó chọn tất cả nhân viên, bấm một nút thôi là nó gửi đến hết tất cả các nhân viên, chứ không phải vào email chúng gửi từng người nữa, đúng không? Thì chúng ta có cái ứng dụng này, có cái gửi email này thì nó sẽ tiện hơn cho mình rất là nhiều lần. Được chưa? Thì đấy là cách gửi email. Các bạn test đi. Đây là code. Tôi đẩy lên trên nhé. Tôi sẽ đẩy cả cái file NV. Các bạn làm mail gửi đi, test thử xem có được không. Chủ động tạo cho mình một email nhé, hoặc là sử dụng email của mình luôn đấy. Bởi vì chúng ta test mà, nên là cố gắng nhớ được cho tôi cái cách để gửi email đi. Đấy, code này. À quên nhầm, các bạn không có file NV, tôi để file NV đây cho các bạn. Các bạn này. Làm mail thử gửi xem có được không. Làm đi.
Sau đó hỏi gì tiếp thì hỏi. Dạy middleware chưa? Rồi, hết hài lòng mình rồi. Rồi tôi sẽ làm phần quyền cho Linh nhé. Xong đi gửi mail xong rồi sẽ xem chuyển sang phần quyền và làm view composer. View composer tức là chúng ta setup một cái đoạn code, một, chúng ta có thể gửi một cái data nào đấy cho nhiều màn hình. Cô muốn làm gì làm.
Rồi. Hả? Cái gì? Chạy đây ăn đi xin nhau mà có bao giờ làm một câu chuyện nên tôi sửa ngay xong rồi đấy tôi vẫn ok đi xem chúng ta không chạy cái này trước xong rồi tôi chạy cái này trước xong rồi tôi không biết là tên gì.
Tôi giải thích qua cái logic để các bạn làm cái phần remember forget password này. Các bạn nào nhìn vào đây. Có nhìn thấy cái bảng password reset này không? Trong này nó sẽ có ba cái cột. Bao gồm cột email, token và create credit. Được chưa? Logic của chúng ta sẽ làm cái phần forget password này như nào. Bước 1 này là khi người ta bấm vào forget password, tức là tôi quên mật khẩu rồi, thì chúng ta sẽ đẩy sang cái bước 2 là tạo chuyển thành một cái form. Một form bắt người ta điền email vào đây và có nút send. Thì khi mà người ta bấm nút send này, người ta gửi submit một cái form đúng không? Submit một cái form một và mình sẽ quy định một URL để nhận dữ liệu từ cái form này. Sau đó thì chúng ta đến bước 3, chúng ta tạo ra một cái token. Token thì tạo một cách nào? Thì ở trong Laravel nó sẽ có một cái hàm gọi là hàm random string. Nó sinh ra một cái đoạn text nó không bị trùng bao giờ. Nó random mà nó text liên tinh, không có ý nghĩa gì cả. Được chưa? Thì bằng cái str random. Nếu đây là 64 hoặc là 32 ký tự thì tùy bao nhiêu thì nó sẽ bằng cái token này. Tôi không code, tôi để các bạn code nha. Sau bước tiếp theo, bước 4 rồi. Bước 3 của chúng ta đây. Bước 3 là chúng ta kiểm tra cái email. Kiểm tra cái email để xem có tồn tại trong user của chúng ta không. Hiểu không? Xem có trong, tức là cái email của họ ấy, người ta nhập vào ấy, nó có phải là tài khoản trong hệ thống mình không? Nếu mà không có trong hệ thống thì thôi, kệ nó. Còn nếu có trong hệ thống thì chúng ta sẽ sinh ra cái token. Được chưa? Sau đó thì chúng ta sẽ có bước 5 là có thể sử dụng cái carbon. Cái carbon này để tạo ra một cái ngày tháng năm. Chúng ta dùng carbon như sau. Các bạn lên Google, các bạn search cho tôi chữ Laravel carbon netbot.com. Được chưa? Sau đó tôi thử sinh ra ngày tháng này. Bạn coi nhé. Tôi tạm thời comment cái mớ này vào. Đây, comment cái mớ này vào. Tôi sẽ return ra carbon .now. Được chưa? Thấy không? Được chưa? Đây là giờ của server. Được chưa? Cái này là giờ của server. Thì chúng ta sẽ pin cái này vào đâu có biết không? Đây này. Chúng ta sẽ pin vào trong cái cột create từ đấy. Được chưa? Để biết là người ta yêu cầu gửi lại mật khẩu, gửi cái thông tin, gửi email kia đi vào lúc nào. Được chưa nhỉ?
Sau đó thì sao? Sau đó chúng ta đây nha, tôi thử nhá. Tôi thử test này. Đây tôi sẽ có cái email user. Đây có thiện TH32 nhá, đúng chưa? Bây giờ nếu mà tôi quên password thì tôi sẽ làm những cái việc như sau này. Một là kiểm tra user có trong hệ thống không. Thì chúng ta sẽ có cái gì? User bằng app.user.file bằng cái where chứ. Where cột email bằng với hiện th32a@gmail.com. Lấy ra first. Được chưa? Nếu mà có rồi thì chúng ta sẽ sinh ra một cái biến là token bằng cái gì? str random nhận số là 32 ký tự đi. Rồi tôi return ra cái token. Được chưa? Cái token này nó chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ để là chúng ta đối chiếu, chẳng có ý nghĩa gì. Sau đó chúng ta sẽ có gì? Ví dụ trong cái bảng DB nhá, db2.2.table remember forget password, password reset đúng không? Table là reset password này. Trở đến insert. Mà trước khi insert thì chúng ta phải thôi thì insert nhá. Insert vào đây một cái mạng. Trong này bao gồm là email bằng với cái biến user trở đến email. Token. Token. Token nó sẽ bằng cái biến token. Được chưa? Và cái field created us nó sẽ bằng với cái carbon 2.2.now, tức là bây giờ. Được chưa? Now. Xong, bây giờ chúng ta cứ tiến hành gửi email. Mail send. Được chưa? Mail send này. Thì tôi xem đi đâu? Tôi xem vào cái template này. Tôi gửi cái gì nữa? Tôi gửi cái username. Tôi gửi cái token vào trong đấy. Đô la token. Được chưa? Thì ở trong này tôi sẽ có cái gì? Ở trong cái file test template này. Bây giờ chúng ta viết là một cái thẻ P đi, thẻ H2. Đây là xin chào username này. Phải. Đây là URL T strong. URL để lấy lại mật khẩu của bạn là ra ngoài cái song này chúng ta có một cái thẻ là thẻ A href bằng echo này. Ra, cái biến URL đóng mở ngoặc. Đây là tôi sẽ là có một cái URL này. Đây tôi sẽ tạo ra một cái URL nhé, lấy lại mật khẩu chẳng hạn. Round 2.2.get lấy reset to password. Được chưa? Nhận một cái tham số là token. Phải function. Cái biến là token. Chúng ta tiến hành return ra cái biến token đó. Nào, giờ tôi sẽ có phần chúng ta đặt tên cho nó. Name bằng reset password. Thì ở trong cái file test này chúng ta sẽ viết ra là đây là cái route.
reset password và truyền dữ liệu bằng cái token. Nó bằng với cái biến token chúng ta truyền vào, gửi đi. Đây là click vào đây. Được chưa? Hoặc là chúng ta để đây là chữ đây. Rồi để cái click vào đây nhé. Xong nhá. Gửi email đi. Bây giờ chúng ta gửi email đi. Với cái thông số như lúc nãy. Được chưa? Chúng ta thử nhá. Đây là test send email đúng không? Xong, bây giờ chúng ta kiểm tra trong cái bảng này. Bảng password reset, bạn nhìn thấy đây không? Email này, token này, và cái đoạn này đúng không? Xong. Tiếp theo chúng ta có gì? Vào email của tôi, nhận được Nguyễn Linh. Xin chào Thiện TH, URL lấy lại mật khẩu. Click vào đây. Thấy ra cái gì không? Thấy ra token rồi đúng không? Được chưa? Bây giờ có gì nữa? Chúng ta làm gì tiếp theo? Đã nhận được cái token ở đây rồi này. Thì sao? Cái biến remember bằng db 2.a.table password reset đúng không? Trở đến where cái token bằng với cái biến token nhận được cho đến get thì phải, tôi nhớ không nhầm, và return ra không thì dd ra cái remember. Được chưa? Collection một đối tượng đúng không? Ra email chưa? Lấy được email chưa? Hoặc là lấy ra first. Được chưa? Có email chưa? Thế là biết họ là ai rồi đúng không? Biết họ là ai, họ có email như thế nào. Bây giờ mình chỉ việc đổ ra ngoài kia một cái giao diện để giúp họ đổi mật khẩu. Xong nhá. Đến đây mà còn không hình dung được nữa thì tôi cũng không thể giúp được nữa nhé. Lấy ra token, lấy ra remember đối tượng này. Bây giờ chỉ trả ra một cái giao diện để giúp người ta đổi mật khẩu nữa là xong. Thì chúng ta có gì? Return một cái view. Một cái view là reset trừ password chẳng hạn. Truyền ra cái biến là token. Compact. Remember token. Forget password, forget token. Bằng với cái biến token kia. Đúng phải. Bây giờ tôi tạo ra cái form này thôi. Nhưng mà trước khi để ra cái này này. Trước khi để ra cái này nhé. Thì thường thường mỗi cái email reset mật khẩu ấy nó chỉ tồn tại trong một ngày thôi đúng không? Đúng không? Thì tồn tại một ngày thôi. Bây giờ tôi thử đổi cái này. Đổi cái này sang ngày hôm trước. Đổi cái này sang ngày 22 nhé, 21 luôn đi. Đúng không? Những người ta quên, đổi cái ngày 21 này. Thì tôi làm sao tôi biết được là cái thời gian đấy người ta nhận được email và cái thời gian người ta kích vào cái link đấy cách nhau quá một ngày hay không? Được chưa? Thì ở trong cái thư viện Carbon này nó có sẵn. Các bạn search chữ deep. Carbon deep này. Deep rồi. Chờ tôi tí nhé để tôi tìm. Chẳng nhớ lắm cái đoạn deep đấy nó ở đâu. Để coi lại code ở dưới. Wow. Đây, để tôi xem lại cái deep này nhé. Web
Đây không? Deep in đây. Đây. Chúng ta có đây lấy được remember rồi, chúng ta sẽ có cái yesterday. Tức là cái ngày mà chúng ta tạo ra cái bảng ghi ở trong cơ sở dữ liệu ấy, thì chúng ta sẽ có carbon sược carbon ./create create bằng cái biến remember trở đến created ất. Xong giờ chúng ta sẽ có là between bằng now. Now thì có bằng cái gì? Chúng ta có cái biến là now bằng carbon ./now thời điểm hiện tại. Nếu chúng ta sẽ có cái between, cái biến between bằng cái now trở đến deep in day so với yesterday. Chúng ta thử dd ra cái between nhé. Đâu nhỉ? Đây đây đúng không? Trailing data. Có gì sai nhỉ? Remember. Create the test. Rồi. Vậy thì cái này sai. Yesterday sai. Đúng không? Create. Bằng cái gì nhỉ? Create form format này. Đây. Create form format này. Format ở trong DB của chúng ta nó sẽ là bằng IDM IMD H 2 chấm M mm ff này. Chẳng nhớ cái format này lắm. Tức là giờ phút giây từ cái created ở trong cơ sở dữ liệu thì cái này nó sẽ có, để tôi coi thử xem có đúng nhá. Carbon pass. Đây không? Chúng ta có các con pass để lấy ra từ cái ngày tháng năm ở trong cơ sở dữ liệu ấy. Sau đó chúng ta có cái deep thì chúng ta sẽ dd ra cái between. Đây các bạn nhìn này, nó bằng 2 đúng không? Tức là cái thời gian ở cái thời gian chúng ta tạo ra cái bảng ghi trong cơ sở dữ liệu bảng remember token ấy, nó so với thời gian hiện tại là 2 ngày, nó quá mất một ngày rồi đúng không? Thì chúng ta phải sửa lại. Nếu ở đây là nếu cái thời gian từ lúc gửi email cho đến hiện tại nó lớn hơn hoặc bằng 1, tức là quá một ngày rồi, quá 24 giờ, thì chúng ta sẽ sao? Thì sẽ trả về cho họ một cái message là đã quá thời gian để lấy lại mật khẩu. Bạn vui lòng làm lại chẳng hạn như vậy đúng không? Thì họ sẽ phải làm lại cái bước là bấm vào format password, gửi một nhận nhập email, gửi lại, nhập lại từ đầu một vòng nữa.
đó. Còn nếu mà nó qua 2 ngày, chưa qua một ngày thì chúng ta if cái between nó bằng không ấy, tức là chưa quá một ngày ấy, thì chúng ta sẽ sinh ra một cái view cho họ như này. Thì trong cái view này tôi sẽ tạo ra, nó sẽ bao gồm những cái gì? Trong cái view này ấy, thì chúng ta sẽ tạo ra, cái này tôi không làm nó kệ các bạn thôi, tôi sẽ tạo ra nó là như sau. Thứ nhất, một input heading, đó là cái token, một cái input password, đó chính là cái password mới. Một input password, đó là confirm password. Yeah. Thì hai cái này nó phải giống nhau thì chúng ta mới tiến hành pass mấy cái mật khẩu của người ta vào trong cơ sở dữ liệu được. Giờ có biết mã hóa mật khẩu không? Được. Đây nhá. Xem này. Nhìn cái mật khẩu của thằng user này các bạn có hiểu cái gì không? Tôi xóa bén cái gì nhá. Xong chưa? Được chưa? Tôi tạo ra một cái mật khẩu này. Return has make được chưa? Không nhá, tạo ra một cái mật khẩu đây, copy vào, về vào trong DB, giờ đi đăng nhập. Xem đăng nhập được không? Vẫn hiện TH32 nhé, pass là 1.6. Được chưa? Thì câu lệnh này là câu lệnh tạo ra mật khẩu mã hóa hash make một cái đoạn text nào đấy. Thì các bạn sẽ nhận cái input password này lên, nhận cái này lên trên cái controller, sau đó là chúng ta có thể tự select email, từ email select ID của người dùng, sau đó là nhập lại, xét lại cái password của họ bằng cái mật khẩu ta vừa mã hóa lấy cái form lên trên xuống là được mở xong. Đấy là mật khẩu các bạn phải cập mấy bước. Đẩy cốt lên trên nhá. Tôi làm cả carbon deep cho các bạn rồi đấy. Còn gì nữa, phần phân quyền đúng không? Đây nhá. Phân quyền này. Ví dụ làm phân quyền kiểu đơn giản nhé. Thì chúng ta sẽ thêm cho bảng user một cái cột nữa. DP artisan make migration enter user table add role column. Rồi bây giờ ở trong này database migration quả. À không phải, cái này là cái này của project sau. Đây enter user table. Chúng ta sẽ có là đi
copy. Skin table bằng user blueprint, chúng ta thêm cột là cột integer bằng role. Chúng ta sẽ có default bằng 1. Chúng ta quy định 1 là role của member, 5 là role của admin. Được chưa? Rồi, chặn. PP artisan make migrate. Xong. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có cái cột role là 1 nhá. Bây giờ thằng thiện TH này sẽ có role bằng 5, tức là admin. Xong chưa? Còn những thằng khác đều là member hết. Chúng ta thử coi. Sau khi login thì khi login vào chúng ta sẽ có cái màn hình là vào controller này. Hot login controller đây đúng không? Bây giờ chúng ta nhìn này. Chúng ta sẽ có if user trỏ đến role. Tức là cái cột role ấy nó bằng với 5 thì vào dashboard, còn else thì return, redirect về cái route là home page. Như này, đây là một bước. Khi người ta login vào mà người ta có role bằng 5 thì chúng ta cho họ vào dashboard, còn nếu mà có role khác 5 thì cho hết về home page. Đây là một bước. Ra test nhá. Ở trong cái login controller ấy. Login này, log out này. Ồ. Không có tay. Chưa log out à? Rồi. Log out ra. Login rồi nhá. Bây giờ vào admin không vào được nhỉ? Mà phải login đúng không? Chúng ta sẽ có như sau này. Đây thằng thiện TH này. Phát vẫn là từ 1 đến 6 đúng không? Vào admin nhá. Rồi tôi vẫn log out tiếp ra. Vào tiếp này. Rồi tôi vào bằng thằng khác là thằng Quân. Quân NV. Bắt từ 1 đến 6 đúng không? Thế về homepage chưa? Đây là một bước. Bước thứ hai. Nhưng mà thằng này bây giờ hiện tại ấy, thằng này là member nhưng mà nó vẫn vào được admin này. Thấy không? Nó vẫn vào được admin này. Bây giờ làm sao để cho chặn nó không vào admin? Thì phải làm thêm một cái middleware để chặn không cho nó vào. Thì chúng ta sẽ có là cái middleware như sau. PP artisan make middleware là is admin.
xong rồi mày chiếu tự ta đặt rồi is admin xong tạo xong thì chúng ta trong HTTP nó middleware nó sẽ có thêm cái file is admin của chúng ta này. Được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ check là if cái auth 2.2.user trở đến role bằng 5 thì chúng ta sẽ cho next tiếp. Còn else return không có quyền truy cập. Ví dụ như vậy. Hoặc là chúng ta có thể return redirect respond. Respond redirect về cái route login. Dạ. Tùy làm nào là. Sau đó chúng ta đăng ký cái thằng này với cái thằng ESMin này với cái thằng kernel. Kéo dưới cùng này ở kernel. Chúng ta sẽ có đây là check admin. Nó bằng với ESMin này namespace trở đến ESMin kia. Được. 2.2.class phải cái con xịn. Sau đó chúng ta bê cái này nhét vào trong cái URL cái file raw ấy đây nhét trong này hoặc chúng ta nhét vào trong cái raw service provider. Chúng ta có cái hôm trước có cái map admin đúng không, đây admin này có middleware web auth này. Sau đó là có thêm là cái check admin này nữa. Nhấn vào đây để nó áp dụng cho tất cả những cái thằng ở trong cái file admin, cái URL nằm trong file admin này. Rồi chúng ta test lại. ESMin does not exist. Ô. 7. App này, HTTP. Kernel. Đây đây. Thiếu dấu xưởng trước. App middleware auth nó là nằm trong này. Đấy, admin nó cứ sử dụng cái hàm này chúng ta không có này. Use auth respond redirect này có. Được chưa? Thằng này không có quyền admin thì không vào được. Nhưng mà nó kiện cái H32 có quyền admin này. Vào bình thường. Được chưa? Log out ra. Vào lại một ông Quân. Quân NV a@gmail.com. Đẩy cái homepage. Bây giờ cố tình vào admin. Được chưa? Nó bắt phải ra ngoài này. Không thể có chuyện láng phéng cho vào trong được. Đấy là cái middleware về admin và redirect về đâu khi đăng nhập. Được chưa Linh? Còn ai có thắc mắc gì không? Hết rồi thì làm thôi, chuẩn bị bảo vệ cũng ít rồi, 2 tuần là đủ bảo làm rồi.